Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Bếp Nhà Mina. Hôm nay Mina xin giới thiệu với cả nhà một loại bánh mì mới. Bánh mì này tên là bánh mì cuộn len. Bây giờ mình bắt tay và mình làm nha cả nhà. Đầu tiên là cái phần kích hoạt men. Mình chuẩn bị một cái ly nha cả nhà. Rồi mình cho 80ml sữa ấm. Rồi cho một muỗng canh đường cá, một muỗng canh men. Rồi mình sẽ lấy cái muỗng đó, mình quậy đều nó lên và để cái hỗn hợp men này nghỉ 15 phút nha. Chuẩn bị một cái tô lớn thì mình cho 320g bột mì vào, một muỗng cà phê muối biển, 50g đường. Giờ mình lấy cái muỗng mình trộn cho các nguyên liệu khô này nó đều lên cả nhà ha. Rồi sau đó mình cho cái hỗn hợp men vô, mình cũng lấy cái muỗng mình trộn. Một cái trứng, một 100ml kem tươi. Kem này là cái loại kem mà mình dùng để mình đánh lên mình làm bánh kem cho bánh bông lan á cả nhà. Rồi mình lấy cái muỗng mình trộn sơ nó ra. Thì bây giờ đó là mình phải trộn bằng tay nha cả nhà. Lấy tay nó trộn thì nó dễ hơn. Bột lúc này nó còn nhão đó cả nhà, thì mình cố gắng mình trộn cho bột nó hòa quyện lại với nhau hết nha. Bây giờ thì mình sẽ đổ bột ra bàn bếp đó. Rồi mình cho một muỗng bột mì lên trên và mình dùng tay mình trộn nha. Mình trộn tới khi nào mà bột á nó trở thành một cái cục bột nó mềm, nó mịn. Rồi lúc đó thì mình dừng lại. Cái khoảng nhào bột này nè cả nhà, nó hơi mỏi tay đó. Nhà bạn nào mà có máy đó, thì mình trộn bằng máy nha, cho nó đỡ mỏi tay cái khoảng này. Tại vì bột khi mình nhồi càng lâu thì bột nó kết dính lại càng tốt hơn, rồi nó dẻo, nó dai nữa. Thì khi mình làm bánh đó, nó sẽ bông xốp rất là ngon. Khi mà cục bột nó đã mềm, mịn, dẻo, dai rồi đó, thì bây giờ mình sẽ để bột vô một cái tô. Mình cho một cái chút dầu ăn lên trên mặt đó cả nhà. Rồi xong mình sẽ lấy cái màng bao thực phẩm mình đậy lại nha. Mình để nó nghỉ một tiếng đồng hồ. Ở đây là Mina có 20g dâu. Dâu này ở Việt Nam nó tên là nham lê đó cả nhà. Thì mình sẽ cắt nó nhỏ ra nha. Thì Mina có một cái khuôn, đường kính của nó là 25cm. Mina sẽ dùng một cục bơ, sau đó Mina sẽ chà và thấm hết ở bên trong khuôn á, để khi mình bỏ bánh mì vô mình nướng nó cả nhà, bánh mì nó không có dính chặt vô cái thành khuôn, lúc đó sẽ dễ lấy bánh ra. Sau khi thoa xong xuôi rồi đó cả nhà, thì Mina sẽ cho một cái miếng giấy lót để mình nướng ở bên trong khuôn á. Thì sau một tiếng đồng hồ, bột nó đã nở lên rồi cả nhà, nở to lên rồi nè. Bây giờ thì Mina sẽ đổ cục bột này ra ngoài bàn bếp nha. Tại vì lúc nãy Mina đã nhồi dữ lắm rồi, nên bây giờ Mina đổ ra xong Mina lấy tay dần dần cho nó dẹp xuống và Mina sẽ chia phần ra, chứ Mina không có nhồi lại. Bây giờ thì Mina sẽ chia cục bột này ra làm 5 phần nha cả nhà. Mình cố gắng mình chia 5 phần bằng nhau á, thì khi mình làm ra bánh nó sẽ đều nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Bởi vậy Mina sẽ lấy một cục bột, mình cán ra cái chiều dài nó ra. Cái phần tạo hình này nè cả nhà, thì mình sẽ lấy một con dao cái miếng cắt bột này của Mina, thì nhà bạn nào không có thì cũng thể có làm dao nha. Mình lấy con dao, mình cắt từng sợi như vậy đó.
nhưng mà không có cắt đứt ra nha cả nhà, cắt phân nửa bánh thôi. Bây giờ thì Mina sẽ cho nhâm lê lên phân nửa kia của bánh, rải nó đều ra phân nửa kia của bánh nha, cái phân nửa mà mình chưa có cắt sợi đó. Và bây giờ mình bắt đầu mình cuộn nó lại, tém hai bên mép mình tém lại để nó không có rớt ra ngoài nha. Đó, sau đó mình sẽ cuộn nó lại. Đây cả nhà, đây là một cuộn lem. Cái cục bột thứ hai này Mina không có cho nhâm lê nữa mà Mina cho bơ, đường với lại bột quế. Thì Mina làm cho hai mùi vị khác nhau đó cả nhà. Cái phần nhân này á, cả nhà thích nó bỏ cái gì cũng được hết, không nhất thiết là phải làm giống như Mina ha. Nếu như cả nhà có thích ăn mà kiểu mứt á, thì cả nhà cũng có thể cuộn lại luôn ha. Còn ai mà thích ăn sô-cô-la thì cũng có thể bỏ sô-cô-la vô. Thì đầu tiên là Mina sẽ trét bơ lên phân nửa của cái bánh. Sau đó Mina sẽ cho bột quế, rồi Mina sẽ rắc đường cát lên. Phần còn lại thì Mina sẽ lấy các miếng cắt bột cho cả nhà, Mina cắt sợi. Rồi thì bây giờ Mina sẽ cuộn nó lại nha. Mình lấy hai cái đầu mình tém nó lại, rồi xong mình cuộn tiếp. Bây giờ thì cả nhà cứ tiếp tục mình làm như cho đến khi mình hết những bột còn lại luôn nha. Bây giờ thì Mina sẽ sắp cho mấy cục bột nó vô một cái khuôn, rồi Mina để cho nó nở thêm 20 phút nữa. Sau 20 phút thì Mina sẽ lấy một cái chồng đỏ trứng, rồi Mina pha chung với lại hai muỗng sữa tươi, rồi Mina sẽ quét lên trên mặt bánh. Mình mở lò ở nhiệt độ là 170 độ nha cả nhà. Mình để lò nó lên tới 170 độ mình mới đưa bánh vô lò. Tùy theo lò nha cả nhà, không phải lò nào cũng nóng như nhau. Đây là thành quả của Mina nè cả nhà. Mina nướng 20 phút, bánh màu rất là đẹp luôn. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của Mina. Hy vọng là cả nhà sẽ thích công thức này. Bye bye.